Quý khách thân mến, hôm nay Vườn Mai Như Huỳnh lại tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình lô mai giảo Thủ Đức 3 mùa rưỡi với những cái đế coi như là siêu to khổng lồ và rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Coi nè, cái đế của nó nha, nó thật là quái luôn á, nó rất là nhiều kiểu ha, củ nở nè, đế quái và tàn trung bình chiều cao từ 45 cho đến 55 cm. Với những cái đế như thế này cực thích luôn cả nhà ơi. Hoành thì hoành hoành 6, 6 rưỡi, 7 và có hoành hoành 8 nữa cả nhà. Nhưng mà ít ha. Rồi hàng này thì cực kỳ là cứng cáp luôn. 230.000 một cây, 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 cây em tặng một luôn. Đối với dòng giảo Thủ Đức này cả nhà ơi. Đó, cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi ai thích giảo Thủ Đức, sưu tầm Thủ Đức thì alo cho em. Số điện thoại của Quỳnh là 0949234525. Tàn rất là dữ luôn và nụ kim nè. Nụ kim quá trời nụ kim luôn cả nhà ơi. Nụ nùi 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 luôn á. Đó. Rồi hàng Thủ Đức này là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Ai thích Thủ Đức thì đừng bỏ lỡ được cái lô này. Đây là những cái dòng mai mà thường bắt gặp ở trên chợ á cả nhà. Thường trên chợ thì hoa nó nở rực rỡ luôn á, là đó là chính dòng mai Thủ Đức nha. Trời ơi, cái đế nó quái nè khách ơi. Rất là nhiều kiểu ha. Rồi đây là Thủ Đức luôn nha. Dạ Thủ Đức. Rồi bên đây Quỳnh có cái dòng mai Đại Lộc cả nhà. Trời ơi, có cái bông nó bự nè. Đó. Bự hơn 4 ngón tay em Quỳnh luôn. Bự rất bự cả nhà. Rồi và đặc biệt là nụ nó ôm chi chít rất là nhiều. Hàng này thì cao trung bình từ yếu 40 cho tới là 45 cm ha. Nụ rất là nhiều. Và đế quái nè. Ở đây có cái bông nè cả nhà. Đó, đế rất là so ha. Rồi bên đây là đế quái nè khách ơi. Rồi cây như thế này là 175.000 một cây, 4 cây Huỳnh bao ship và 10 cây thì tặng một. Trời ơi, coi nụ nè khách. Nụ không thể nào tưởng tượng được luôn á. Rồi em tiến vào đây cho cả nhà mình xem thêm nữa nha. Hàng này thì Quỳnh đã tuyển rồi, nên khi lấy thì lấy ngang cho mình ha. Và ai cũng được những cây rất là ưng ý luôn nha. Trời ơi khá đẹp luôn cả nhà. Hàng này em tuyển rồi ha. Rồi bên đây Quỳnh có một cái lô mai. Quỳnh có một cái lô mai đó là mai Thọ Hương nha. Thọ Hương thì hai ba loại lận. Đây loại này là 130.000 một cây cả nhà. Đó, cây á là cao khoảng 54, 50, 60 cm luôn. Tàn rất là dữ ha. 130, 4 cây bao ship. Và một loại nữa đó là 190 thì cái tàn nó cao khoảng từ 50 đến 70 cm cả nhà. Đây nó như thế này nè. Dữ lắm nha. Cốt giữa là cỡ như ngón giữa Quỳnh nè. Đó, còn cái thân thì cỡ như là ngón áp út ha. Rồi cây cực kỳ rất là xum xuê luôn. Hàng này hàng Cúc Thọ Hương. Hàng Cúc Thọ Hương cả nhà ơi, rất là đẹp ha. Phải nói là khi mà Đại Lộc mà chuẩn bông á là nhìn mê lắm cả nhà. Rồi tiếp tục em giới thiệu với quý khách một loại nữa đó là Thọ Hương 101. Thọ Hương 101 một cây như thế này đây. Đó, Thọ Hương 101 một cây ha, 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 cây em tặng một. Rồi. Đây cả nhà ơi, đây là em soạn 10 cây nè, tặng một cho khách ha. Và em đóng hàng hàng ngày, chốt đơn là em đóng, em không để tồn nha. Rồi bên đây là em có hàng giảo Phú Tân cả nhà ơi. Hàng giảo Phú Tân này thì 190 một cây nha, cây cao khoảng từ 40 cho đến 45 cm, 50 cm luôn. Khoảng từ 40 cho đến 50, 55 cm ha. Cây này 190 một cây, 4 cây bao ship, nó đang ôm nụ kim cả nhà. Nó đang có nụ kim ha. Hàng này hàng có bo nhiều nè. Tàn cũng khá nữa cả nhà. Rồi. Gốc thì cỡ như mấy ngón tay em ha. Rồi củ nở nè, có này có đế quái nè. Cái đế rất là đẹp nè cả nhà. Đó. Rồi đây là giảo Phú Tân nha. Giảo Phú Tân 190 một cây, 4 cây Quỳnh bao ship. Rồi bên đây em có là siêu nụ. Siêu nụ là 101 một cây, 4 cây bao phí, 10 tặng 1, cây cao 40 cm đổ lên. Em ghép cái gốc nó tương đối to nha, cỡ ngón cái em luôn á. Tàn rất là dữ, ai sưu tầm siêu nụ về mình chơi Tết hoặc là mình lấy bo ha. 101 một cây cả nhà. Rồi em mến chào và hẹn gặp lại quý khách video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và đã theo dõi vườn của Huỳnh ha. Rất là cảm ơn quý khách luôn. Hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.